Phật, con cung thỉnh Thượng Tọa Giảng Sư cùng đạo tràng đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm qua lạc nẻo đường trần, bừng cơn huyễn mộng thấy mình hư không. Hôm nay lòng nhẹ lân lân, trở về đất Phật hiểu thân vô thường. Sương tan lá rụng bên đường, mỉm cười à đấy con đường tôi đi. A Di Đà Phật. Kính thưa cùng toàn thể quý Phật tử đang hiện diện trên pháp tòa là Thượng Tọa Thích Chánh Định, Ủy viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai, giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, trụ trì chùa Tam Phước, Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Xin cho một tràng pháo tay. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, vào giờ này đạo tràng của chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh như pháp, và chúng con khát ngưỡng mong Thượng Tọa Giảng Sư ban cho chúng con những lời pháp thoại hết sức ý nghĩa, để chúng con lấy đó làm tư lương hành trang trên bước đường tu nhân học Phật của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư tôn đức trong ban tổ chức khóa tu chứng minh, kính thưa toàn thể đạo tràng Phật tử, để cho quý Phật tử lắng tâm thanh tịnh yên lặng nghe pháp, cho nên vào giờ này chúng tôi xin được trân trọng kính mời toàn thể đạo tràng Phật tử chúng ta ngồi thiền tu tập chánh niệm, an tịnh thân tâm trong vòng 5 phút. Quý vị ngồi giữ lưng đầu và cổ cho thẳng, tay mặt đặt lên tay trái, hai mắt chúng ta nhắm lại. Với ba hơi thở ra thật sâu, hít vào bằng mũi thật sâu, thở ra từ từ bằng miệng. Đưa tất cả những sự lo âu, suy nghĩ, phiền muộn theo hơi thở ra ngoài. Đầu tiên, chúng ta chú tâm lên đỉnh đầu. Đưa tâm xuống cằm cổ. Đưa tâm ra hai bả vai. Đưa tâm xuống cột sống lưng. Đưa tâm xuống bàn tọa. Biết rõ mình đang ngồi. Khi hơi thở vào, thân chuyển động, chú tâm nơi bụng hoặc nơi mũi, chúng ta niệm bút. Khi hơi thở ra, thân chuyển động, chú tâm nơi bụng hoặc nơi mũi, chúng ta niệm thô. Bút thô. Bút thô. Thật nhẹ nhàng, thật thanh thản, thật an lạc. Không vội vã, không gồng cứng, không khó chịu. Cảm giác toàn thân tôi thở vô, chú tâm nơi bụng hoặc nơi mũi, niệm bút. Cảm giác toàn thân tôi thở ra, chú tâm nơi bụng hoặc nơi mũi, niệm thô. Bút thô. Bút thô. Trong khi thực tập, nếu có những âm thanh, tiếng động, chúng ta niệm nghe à, nghe à, sau đó buông bỏ, quay trở lại hơi thở ra vào và niệm bút thô. Thân thả lỏng nhẹ nhàng, tâm thanh thản an lạc. Cứ như vậy chúng ta thực tập
trong vòng 5 phút trước khi bắt đầu thuyết pháp. Tỉnh giác ta phải hành trì để ta nhận diện những gì khổ đau, thân tâm sát cánh bên nhau, trong ngoài phối hợp cùng nhau tu hành. 5 phút hành thiền, tu tập chánh niệm, an tịnh thân tâm trước khi nghe pháp đã kết thúc. Xin mời toàn thể đạo tràng chúng ta xả thiền trong chánh niệm. A ra hăng sam ma sam bu tu phật ca wa bu thăng phật ca văn tăng a phi wa đề mi sa ca tu phật ca wa ta tham mô tham măng nam ma sa mi Sô-ba-di-ba-no Phật-ca-va-tô Sa-va-ca-sang-khô Sang-khăng-na-ma-mi. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý, đảnh lễ và tán dương ân đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Đức Phật là đấng toàn tri diệu giác, vô lượng từ bi, trí tuệ viên mãn. Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, Ngài đã diệt tận vô minh và phiền não, Ngài là thầy cả của chư thiên và nhân loại. Pháp Bảo là phương linh dược có công năng trị lành những căn bệnh phiền não của chúng sinh. Ai có niềm tin trong sạch, tu tập và thực hành theo Pháp Bảo, hằng được sự hạnh phúc, an lạc trong hiện tại cũng như trong tương lai. Tăng Bảo là những vị đệ tử của Đức Phật. Các ngài đã đắc quả thánh hoặc còn phàm. Các ngài là mô phạm của quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Chúng đệ tử xin thành tâm đê đầu đảnh lễ Tam Bảo. Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo và phần phước phát sanh do sự thành kính đảnh lễ và tán dương, xin hãy gia hộ đến chư tôn thiền đức tăng chứng minh, chư tôn thiền đức tăng trong ban tổ chức khóa tu cùng toàn thể đạo tràng Phật tử hiện diện cũng như vắng mặt được 5 điều hạnh phúc: sống lâu, sắc tốt, an vui, sức mạnh và nhất là có trí tuệ sáng suốt để tinh tấn tu hành, cuối cùng đoạn tận khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn, đồng điều nhau cả thảy.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sằng Kha Giá. Nam Mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Kính bạch trên Chư Tôn Thiện Đức Tăng Chứng Minh. Kính thưa toàn thể đạo tràng Phật tử. Sáng hôm nay, ngày 28 tháng 6, 2020, nhằm ngày mùng 8 tháng 5 âm lịch, năm Canh Tý Phật lịch 2564. Theo thông lệ hàng tuần, vào ngày Chủ nhật, tại chùa Hội Khánh, trung tâm sinh hoạt văn hóa Phật giáo tỉnh Bình Dương, đều có tổ chức khóa tu cho quý Phật tử khắp nơi xa gần vân tập về đây để đồng tham dự. Chủ nhật lần này chúng tôi vô cùng hoan hỷ được Chư Tôn Đức trong ban tổ chức cung thỉnh về đây để gặp gỡ và chia sẻ Phật Pháp với toàn thể quý vị. Lời đầu tiên, cho phép chánh định được kính lời vấn an sức khỏe đến Chư Tôn Đức Chứng Minh, Chư Tôn Đức trong ban tổ chức khóa tu và đặc biệt là toàn thể đạo tràng Phật tử, lời kính chúc sức khỏe và lời cầu nguyện thân tâm luôn được an lạc. Kính thưa quý vị, ngược dòng lịch sử, cách đây hơn 25 thế kỷ về trước, tại Trung Ấn Độ, một sự kiện hy hữu vị tần hữu là một chúng sanh duy nhất, một con người phi thường xuất hiện trên thế gian này. Vì lợi ích cho phần đông, vì hạnh phúc cho phần đông, vì lợi ích và hạnh phúc cho chư thiên và loài người, đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thế là Ngài đã hoằng dương chánh pháp suốt 45 năm, để lại một kho tàng kinh điển, lời dạy cho hàng hậu học chúng ta, xem đó như là một báu vật, một kim chỉ nam, một phương pháp hành trì để chúng ta tu tập và gặt hái được cái sự an lạc, hạnh phúc, giải thoát. Chính vì vậy mà sáng hôm nay chúng tôi đến với đạo tràng Phật tử đang tu học tại chùa Hội Khánh bài pháp với tựa đề là Pháp đưa đến chân an lạc. Pháp của Đức Phật thì pháp nào cũng đưa đến an lạc hết. Nhưng mà tại sao chúng tôi đặt cái tựa đề của bài pháp này là Pháp đưa đến chân an lạc? Vì nó có một cái duyên sự là bài giảng này được trích ở trong kinh Samyutta Nikaya, tức là kinh Tương Ưng Bộ, thuộc hệ kinh Tạng Pali,
Hệ kinh tạng Pali thì tạng kinh nó có 5 bộ. Bộ thứ nhất thì được gọi là Đi Khá Ni Ca Giá, là trường bộ kinh. Bộ thứ hai là bộ Majjhima Nikaya, được dịch là trung bộ kinh. Bộ thứ ba là Samyutta Nikaya, tức là tương ưng bộ kinh. Bộ thứ tư là Anguttara Nikaya, tức là tăng chi bộ kinh. Và bộ thứ năm là Khuddaka Nikaya, tiểu bộ kinh. Thì cái bài kinh mà chúng tôi trích ra để giảng đến cho quý vị trong buổi sáng hôm nay là nằm ở trong tương ưng bộ kinh. Chúng tôi nói vậy cho quý vị hiểu là chúng tôi trích trong kinh ra để giảng. Vì mình lên đây là mình thuyết pháp hay giảng pháp, mà phải là giảng pháp thuyết pháp của Đức Phật. Chúng tôi trích cái bài kinh này ở trong Samyutta Nikaya, tức là tương ưng bộ kinh. Và tại sao cái bộ kinh này có cái tựa đề là Pháp đưa đến chân an lạc? Cái duyên sự của bài kinh này là có một vị thiên nhân sau khi ở dưới cõi người trần gian tạo nhiều công đức, đến khi thân hoại mệnh chung được sanh về thiên giới để hưởng phước, thì cái vị chư thiên này nè mới quán xét lại là do nhân gì, duyên gì mà mình được sanh về thiên giới. Sau khi quán sát thì vị chư thiên này thấy rằng là khi mình ở dưới trần gian á, là mình có tạo nhiều thiện pháp, công đức, phước lành. Nhờ cái thiện pháp, công đức, phước lành này, nó là nhân là duyên để cái vị thiên nhân này sau khi thân hoại mệnh chung ở cõi người được sanh về thiên giới. Sau khi quán sát thấy rõ được cái nguyên nhân, vị chư thiên này mới hoan hỷ, mới liền trở ngược xuống trần gian đảnh lễ Đức Phật. Vì khi ở trần gian thì vị chư thiên này cũng nhờ Đức Phật thuyết pháp, dạy bảo, chỉ dẫn, cho nên cái vị này mới tạo được nhiều công đức. Cho nên để tri ân và báo ơn Đức Phật, cái vị chư thiên này mới trở ngược lại trần gian để đảnh lễ Đức Phật. Đó, cái duyên sự như vậy. Sau cái đảnh lễ xong thì vị chư thiên này mới nói lên một cái lời cảm thán hoan hỷ với Đức Phật như sau. Vị chư thiên này nói rằng: thời gian lặng lẽ trôi, đêm ngày luôn di động, tuổi tác buổi thanh xuân tiếp tục bỏ chúng ta. Những ai chịu quán sát, sợ hãi tử vong này, hãy làm các công đức đưa đến chân an lạc. Tức là cái bài kệ này chúng tôi lặp lại là do một vị chư thiên. Quý vị nghe từ từ, mình nghe pháp là nghe từ từ. Nãy giờ mình có ngồi lắng tâm hết 5 phút rồi, bây giờ không có bôn ba suy nghĩ ở ngoài nữa, mà tập trung vô để mình nghe pháp. Mình nghe pháp nó có nhiều lợi lạc. Mình nghe kinh để mình được an lạc. Trở lại là tại sao chúng tôi đặt cái tựa đề của bài pháp này là Pháp đưa đến chân an lạc, là lấy cái câu cuối cùng kết luận của cái bài kệ mà vị chư thiên ý kiến Đức Phật đã nói lên. Chúng tôi lặp lại, vị chư thiên này nói như sau: thời gian lặng lẽ trôi. Quý vị thấy đúng không? Thời gian nó cứ trôi, sáng cái tới chiều, chiều cái tới tối, tối cái tiếp tục sáng, sáng cái tới chiều, chiều cái tối, nó cứ lặng lẽ trôi. Vị chư thiên này nói rất là hình ảnh, thời gian lặng lẽ trôi, đêm ngày luôn di động.
Quý vị thấy ngày đêm ly vọng không? Hết ngày tới đêm, hết đêm tới ngày. Mới sáng đó là tối đó, rồi mới tối đó là sáng đó. Đêm ngày luôn di động, đâu ngừng lại. Tuổi tác buổi thanh xuân, cái tuổi tác mà của cái thời thanh xuân của mình đó, tiếp tục bỏ chúng ta, nó hàng ngày đang bỏ mình. Tuổi tác buổi thanh xuân tiếp tục bỏ chúng ta. Những ai chịu quán sát, tức là những người nào mà chịu quán sát về cái sự việc này đó, sự việc mà thời gian lặng lẽ trôi, đêm ngày luôn di động, tuổi tác buổi thanh xuân tiếp tục bỏ chúng ta. Và vị thiên đó là những ai chịu quán sát sợ hãi tử vong này, tức là mình quán sát vậy mình thấy cảm thấy mình sợ hãi, thấy thời gian nó dần dần nó trôi rồi đưa dần đến cái già, cái bệnh, cái chết. Những ai chịu quán sát sợ hãi tử vong này, và vị chư thiên này khuyên rằng hãy làm các công đức đưa đến chân an lạc. Đó. Là bởi vì vị chư thiên này nói là lấy cái bản thân mình là một cái minh chứng rõ ràng nhất, là vì cái đời trước của vị thiên nhân này là một người ở dưới trần gian, cũng nghe pháp của Đức Phật, Đức Phật cũng dạy như vậy, là vị chư thiên này mới quán sát, mới thấy rằng thế gian nó vô thường, thời gian cứ lặng lẽ trôi dần dần dần, quán về cái sự vô thường, cho nên vị chư thiên này mới làm các công đức, rồi nhờ các công đức này đưa vị chư thiên này đến cái chân an lạc, là sanh về thiên nhân, sanh về cảnh giới chư thiên để hưởng cái phước. Thì cái chữ chân an lạc này có nghĩa là hạnh, là cái sự an lạc thật, thật sự. Quý vị mới lên chư thiên hưởng phước dữ lắm. Phước báo trển nó không có nói sơ sơ, quý vị nghe là ở trển đó thì chư thiên là sắc tế, cho nên không có ăn uống như mình, không có ăn uống như mình, cho nên không có sự bài tiết. Thân thể thì nhẹ nhàng, cũng mấy mình như mình đây nặng nề, càng già thì nó càng nặng. Ví dụ tại sao mình càng già thấy càng nặng không? Giống như mình xách một túi đồ, mình mới đi nó nhẹ, nhưng mà đi gần cuối đoạn đường cái túi đồ nặng lắm. Cho nên tại sao bây giờ người già cũng cái thân đó mà đi không nổi, đi mấy chục năm rồi nó nặng. Cho nên những ai chịu quán sát là quán sát về cái sự vô thường, về thời gian luôn di động. Đó là vị chư thiên dạy, nói là cái lời bài kệ như vậy. Còn bây giờ sư Chánh Định cũng chỉ cho quý vị quán về cái sự vô thường, cũng thời gian nó lưu động, mà quán theo cách khác. Mời quý vị đọc theo để mà mình thấy như vậy. Những ai chịu quán sát mà thấy rõ được như vậy thì hãy làm các công đức đưa đến chân an lạc. Bây giờ quý vị đọc theo chúng tôi để quán về cái thời gian đó nó luôn di động. Nhắm mắt mở mắt. Hết một ngày. Nhắm mắt không mở mắt. Hết một đời. Sống ba ngày. Chờ ba đời. Sống ba ngày. Chờ đủ hồn. Cái câu này nó vui, nhưng mà nó cũng mang cái ý nghĩa giống như cái ông chư thiên đó ông nói. Đúng không? Cái ông chư thiên đó ông nói là thời gian lặng lẽ trôi, đúng không? Đêm ngày luôn di động, tuổi tác buổi thanh xuân tiếp tục bỏ chúng ta. Những ai chịu quán sát, những ai mà chịu quán sát về cái sự việc đó thì sợ hãi tử vong này, hãy làm các công đức đưa đến chân an lạc. Còn bây giờ thì mình cũng quan sát cái sự việc như vậy, sự việc về thời gian lặng lẽ trôi đó, mà quan sát theo cái cách nó hơi dí dỏm chút, nó vui. Bây giờ học là phải vui mới học, tu cũng phải vui mới tu, chứ buồn tâm chịu tu. Cho nên chúng tôi xin lỗi quý vị đọc lại câu này, nhưng mà chúng ta vẫn mang cái ý nghĩa, chứ không phải là mình hài nó không có kinh điển, không có văn hóa, mà cái này nó cũng có cái ngụ ý kinh về cái sự vô thường ở trong đây. Đọc lại nghe. Nhắm mắt mở mắt. Hết một ngày. Nhắm mắt không mở mắt.
Mình quán như vậy thì mình mới sợ, rồi mình mới làm các công đức thì sẽ đưa đến chân an, an lạc, đúng không? À, ý nó vậy đó, chứ chúng tôi không phải là cho quý vị vui, mà nó vui trong lễ đạo. À, chứ không phải vui ở ngoài đời, nó cũng vui, đọc vậy nó vui, nhưng mà nó cũng có cái lẽ đạo trọng, mà nó cái chí lý nghe. Đọc lại nha, nhắm mắt, mở mắt, hết một ngày. Vậy thấy đúng không? Nhanh quá đi, mới chớp mắt cái nó hết một ngày. Thời gian nó nhanh lắm. Rồi tiếp, nhắm mắt không mở mắt, hết một đời. Tức là mình đã từng nhiều đời đã hết rồi, sanh tử mà, mình đã từng bỏ cái thân này nhiều đời rồi. À, rồi tiếp, sống qua ngày, chờ qua đời, đúng không? Đúng quá. Cái sự chết nó kế bên. À, sự chết nó kế bên. Thật sự là mình nói tôi trẻ tôi chưa chết, chứ thật sự tôi chết kế bên đó. Đâu phải già mới chết đâu, trẻ cũng bị vô thường. Trăm vạn muôn nẻo đường, làm sao tránh cửa tử. Trẻ trẻ giờ nó cũng chết quá trời. Vừa rồi Covid trẻ cũng chết đó. Người ta nói Covid nó chỉ quan tâm tới người già, nhưng mà cuối cùng trẻ cũng chết. Rồi trăm vạn muôn nẻo đường, nhiều cách chết lắm. Cho nên cái sự chết nó sát bên. Phải nhớ là sự sát bên của mỗi người, chứ không phải riêng người già. Mà mình lại quan niệm cái già mới chết là sai. Vô thường nó không có phân biệt già hay trẻ, mà nghiệp đến là nó rước mình đi. Có một cái xe phải chờ sẵn mình ở ngoài cửa ngõ. Đó là chiếc xe vô thường, lúc nào nó cũng chực chờ để mà đưa mình đi. Đó. Cho nên đọc lại, nhắm mắt mở mắt, hết một ngày. Nhắm mắt không mở mắt, hết một đời. Sống qua ngày, chờ qua đời. Sống qua ngày, chờ cho họ. Những ai chịu quán sát sợ hãi tử vong này, hãy làm các công đức đưa đến chân an lạc. Đó, nội dung hôm nay chúng ta chỉ triển khai cái là hãy làm các công đức đưa đến chân an lạc. Nhưng mà cái nguyên nhân để mà chúng ta làm các công đức á, là chúng ta phải nghĩ đến cái gì? Sự chết, sự vô thường, thời gian nó trôi qua mau. Chứ không có nghĩ đến là giàu sang phú quý đời sau nghe. Nhớ không? Phật tử mình đa phần á, làm phước, nhưng mà nghĩ đến cái gì? Kiếp sau cho tôi giàu, tôi làm phước để tôi có phước, đúng không? Như nghĩ như vậy thì nó không đúng với cái bài kinh này. Cái bài kinh này, cái ông chư thiên này, ông nói là cái bài kệ này không có dính dáng gì tới là mình nghĩ để đời sau mình được giàu có sung sướng, làm quan, làm vua, làm trưởng giả, làm tỷ phú đại gia vân vân, không có. Hoặc là để được sanh về cõi trời, có không? Không. Mà ông nói mình lại phải sao? Phải nhìn là thời gian lặng lẽ trôi, đêm ngày luôn di động. Tuổi tác buổi thanh xuân, tức là tuổi tác của cái tuổi thanh xuân mình đó, của cái thời thanh xuân đó, tiếp tục bỏ chúng ta. Những ai chịu quán sát sợ hãi tử vong này, hãy làm các công đức đưa đến chân an lạc. Rõ ràng là ổng dạy mình quán về cái sự vô thường, chứ ổng không có dạy mình là nghĩ đến kiếp sau mình là người đẹp, người giàu, vân vân, để mà làm phước. Không phải như vậy. Thì mình ngộ pháp của Đức Phật để mà mình tạo các công đức, nó khác với những người mà ham cái kết quả của thiện pháp để mà làm các công đức. Bởi vì người ta thường nói rằng là càng ước mơ hạnh phúc thì càng thấy nhiều khổ đau. Cả hai đều mộng ảo, đâu có khác gì nhau. Nhiều người Phật tử mình á, đến chùa cứ mong mình có hạnh phúc trong tương lai, cái mong được sung sướng trong tương lai, giàu có trong đời sau, làm vua, làm hoàng hậu, làm trưởng giả, làm công chúa, vân vân, rồi họ mới làm phước.
Nhưng mà bây giờ mình không có theo cái quan niệm đó nữa, mà mình theo cái quan niệm của cái ông chư thiên này. À, hôm nay chúng tôi có ý đó. Cái ý mà chúng tôi muốn cho quý vị là từ đây về sau mình làm bất cứ thiện pháp nào, làm bất cứ công đức nào, mà cái nguyên nhân mình làm là gì? Cái nguyên nhân mình làm là gì nè? Là quán về cái sự vô thường đó, thấy được cái sự vô thường mình mới làm, chứ không phải là mình thấy cái kết quả của cái thiện pháp đó mình làm là chết. Ai mà nghĩ đến cái kết quả mà của cái thiện pháp đó mình làm á, thì nó sẽ tiếp tục đau khổ nữa. Tại vì mình làm bằng tâm gì? Tâm tham. Mà tham thì bao nhiêu cho đủ. Suốt đời tôi mãi đi tìm, cố tìm hạnh phúc, gặp nghìn khổ đau. Rõ ràng càng ước mơ hạnh phúc, càng mơ ước hạnh phúc thì càng thấy nhiều khổ đau. Cả hai đều mộng ảo, đều vô thường hết, đâu có khác gì nhau. Nhưng mà nếu như chúng ta quán cái vô thường mà chúng ta tu tập thì nó khác ạ. Nó khác cái người mà nghĩ đến giàu sang để mà làm phước, nó khác. Đồng thời hai người đi làm phước giống nhau, hai người đi làm công đức giống nhau, hai người tạo việc thiện giống nhau, mà cái nguyên nhân của cái người A là họ mơ đến cái kết quả của cái phước báo đó, và cái người B thì lại không mơ đến kết quả, mà người B thấy được cái bản chất giả hợp của cuộc đời này, thân giả tạm này, cuộc đời vô thường này, họ mới làm các công đức. Thì hai cái tư tưởng này là khác nhau. Cái người mà hướng đến cái kết quả thì tiếp tục luân hồi, nghe cho kỹ. Cái người mà hướng đến kết quả đó tiếp tục bị luân hồi, tại vì đắm nhiễm trong cái quả lành, đắm nhiễm trong cái đẹp, cái sung sướng, cái phước báo thụ hưởng, thì tất nhiên người này sẽ tiếp tục luân hồi. À, nghe cho kỹ chỗ này, cái ý kinh này nó hay chỗ đó. Nhưng mà cái người mà nghĩ đến cái thời gian vô thường, lặng lẽ trôi đêm ngày luôn di động, rồi thần chết chực chờ, rồi vân vân rồi vân vân, rồi họ mới thấy được cái nguyên nhân này, cho nên họ tiếp tục họ làm các công đức, họ làm các công đức, thì cái người này mới đưa đến chân an lạc là gì? Là giải thoát. Đó, hai cái khác nhau ạ. Cho nên bên Phật giáo Nam truyền á, thì mỗi khi làm phước xong á, thì chỉ có một câu nguyện duy nhất bằng tiếng Phạn là gì? Y đăng quách tá mê buôn nhăn a sa quắc khá vô quá hăng hô tú a na gà tê ca lê. Nghĩa của câu này là gì? Do sự phước thiện hay là phước báo mà con đã trong sạch làm đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vậy là. À, cái câu nguyện này là gì? Là nguyện cho mình được dứt trừ cái tâm ô nhiễm phiền não ở trong ngày vậy là cái tâm gì đây? Tâm tham. Đó, hai cái này là khác nhau. Thì khi Đức Phật ngài nghe xong cái vị chư thiên này nói cái bài kệ đó, ngài mới dạy một cái bài kệ cũng tương tự như vậy, cái nguyên nhân cũng tương tự như vậy, nhưng mà cái kết quả nó rốt ráo hơn. À, nghe cho kỹ. Đức Phật ngài cũng nghe xong, ngài mới nói rằng là thời gian lặng lẽ trôi. Đức Phật nói nha, cái câu này Đức Phật nói, cái câu trước là cái vị chư thiên nói, cái ông thiên nhân cũng nói, cái câu kế này Đức Phật nói là thời gian lặng lẽ trôi, đêm ngày luôn di động, tuổi tác buổi thanh xuân tiếp tục bỏ chúng ta, những ai chịu quán sát sợ hãi tử vong này, hãy từ bỏ thế lợi, tâm hướng cầu tịch tịnh. À, Đức Phật ngài dạy hai câu cuối nó khác hai câu cuối của ông thiên nhân. Ông thiên nhân ông dạy là hãy làm các công đức đưa đến chân an lạc. Đức Phật ngài cũng dạy khi mình thấy được bản chất của thế gian là vô thường rồi, không bền không vững, không có chi là của mình biết chắc là chết rồi, tay trắng ra đi, mình biết rõ như vậy, thì Đức Phật ngài dạy là gì? Là hãy từ bỏ thế lợi. Quý vị hiểu cái chữ thế lợi không? Thế lợi là gì? Là cái lợi mà thế gian họ hướng tới. À, danh vọng, hiểu không? Thế lợi đây là cái lợi của cái thế gian họ hướng tâm tới, là tiền tài danh vọng địa vị. À, mà cả thế gian ai cũng ham á, ai cũng ham mấy cái đó. À, thì Đức Phật ngài dạy là hãy từ bỏ mấy cái đó.
tâm hướng cầu tịch tịnh. Lúc đó Đức Phật Ngài dạy là chúng ta phải hướng đến cái tâm an tịnh, cái tâm, cái lòng an tịnh đó của mình. À, nghe cho kỹ cái chỗ này. Tức là đây là có hai vấn đề, vấn đề nào cũng tốt hết. Cái vấn đề thứ nhất, cái ông Chư Thiên ông dạy là hãy quán về cái sự vô thường của thế gian, để rồi làm các công đức đưa đến chân an lạc. Cái chỗ này là cái người tu chúng ta làm. Còn cái người mà không tu á, thì họ cũng đi làm phước, họ cũng tạo các công đức, nhưng mà họ, cái nguyên nhân của họ là gì? Họ nghĩ đến cái kết quả. Cái kết quả tức là đời sau họ được cái này cái nọ. Cho nên ở đây quý vị nghe cho kỹ nè, khi chưa biết đạo thì mình mơ quả lành, đúng không? Cái người mà chưa biết đạo Phật á, họ mơ quả lành lắm. Nhưng mà biết đạo rồi thì sao? Mình mơ nhân lành. Đó, khi mình biết đạo rồi thì mình không cần mơ quả lành nữa, mà mình chỉ mơ làm sao có cái nhân lành. Thí dụ nhân lành là sao? Chứ ngày hôm nay tại cái giảng đường trung tâm sinh hoạt văn hóa Phật giáo của tỉnh Bình Dương, chùa Hội Khánh có tổ chức khóa tu, mà nếu như mình đến đây thì mình sẽ được tham dự khóa tu, thì mình chỉ mơ cái nhân để đến đây để mình tạo khóa tu thôi. Đó, lúc này thì mình không mơ quả lành mà mình mơ cái gì? Nhân lành. Nghe cho kỹ cái chỗ này, chúng tôi nói chậm để cho quý vị nghe, tập trung nghe cho kỹ ha. Khi chưa biết đạo thì mơ quả lành, lúc nào cũng nghĩ đến quả lành. Đi chùa là cầu cho mình mau hưởng phước, đi chùa cầu Đức Phật phù hộ độ trì cho mình, đừng có phù hộ độ trì cái người kế bên. À, mình mơ quả lành. Cái này có vào chùa là cứ xin Đức Phật cho mình cái này cái nọ, phù hộ độ trì cho mình được cái này cái nọ. Cái này chúng tôi nói xin hơi nhỏ một tí, là cái tập tục của người Phật tử Việt Nam mình là nhất ở vùng miền, đặc biệt là ngoài miền Bắc. Thì khi họ đến chùa đó, thường thì họ cầu xin, dùng cái từ cầu xin, cầu xin ơn trên trời Phật ban cho họ. Mà họ xin, họ xin đúng cái nghĩa là xin, chứ không phải như mình. Họ xin sao biết không? Họ rên xiết dữ lắm. Tức là họ phải đóng một cái vai là mình phải khổ, mà vừa phải rên rên xiết xiết một chút để cho Phật thương. Chẳng hạn như này, hít vô là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cầu trời khánh Phật phù hộ cho con, con khổ. Tức là họ phải có một cái cảm xúc là họ đang khổ. Giống như mình xin ai cái gì thì mình phải đóng một cái vai là mình khổ. Thì cái bà kế bên, bà thấy cái bà này cũng rên xiết, bà phải rên xiết lớn hơn. À, mục đích là gì? Sợ Phật á nghe tiếng của bà này cho bà mà không nghe tiếng của mình. Thế là cái bà này rên lớn hơn chút. Rồi cái bà bên kia bà còn hít hà lớn hơn nữa. À, bà còn rên xiết lớn hơn nữa. Mục đích của mình là sao? Mình phải quằn quại, mình phải khổ đau, mình đang đau khổ dữ lắm, mong Đức Phật sẽ thương mình. À, mà đúng nghĩa là xin nha. Còn mình ở đây mình xin, mình không có răng than khổ thì đâu mà không chó. À, thì bây giờ á, là khi chưa biết đạo thì mình mơ cái gì? Quả lành. Đó, mấy người đó mơ quả lành, cứ mong cho mình được cái quả lành thôi, không cần biết người cái bên là có quả hay không quả, nhưng mà riêng mình là phải được quả lành. Biết đạo rồi thì mơ nhân, nhân lành, giống như vị Chư Thiên. Biết đạo rồi, vị Chư Thiên này là khuyên mình là hãy tạo các công đức đưa đến chân an, an lạc. Nhưng mà biết đạo một cách rốt ráo, bước thứ ba là biết đạo một cách rốt ráo, thì lúc bấy giờ nhìn quả lành và nhân lành bằng tâm chánh niệm tỉnh thức và buông bỏ. Đó, cái chỗ mà Đức Phật Ngài dạy là hãy từ bỏ thế lợi, tâm hướng cầu tịch tịnh. Hai câu cuối của Đức Phật. Cái bài kinh này hay lắm. Quý vị giảng kinh thì nó hơi khô, nhưng mà chúng tôi cố gắng để cho quý vị nắm được cái ý của cái bài kinh này. Chúng tôi trở lại đầu đuôi cái câu chuyện như vậy, là có một vị thiên nhân ở trên cõi trời, sau khi thăng hoại mạnh chung cõi người, được sanh về thiên thú, thiên nhân để mà hưởng phước. Vị Chư Thiên này mới quan sát cái nguyên nhân gì, mới thấy rõ là do mình hành nhiều thiện pháp ở trần gian, cho nên sau khi thăng hoại mạnh chung mới được sanh về. À,
thì vị chư thiên này mới xuống ý kiến Đức Phật. Và sau khi đảnh lễ ý kiến Đức Phật thì vị chư thiên mới nói lên một cái bài kệ, chúng tôi lặp lại. Nếu mà quý vị nào mà thuộc được cái bài kệ này thì nên thuộc, tại nó là kinh. Thời gian lặng lẽ trôi, đêm ngày luôn di động, tuổi tác buổi thanh xuân tiếp tục bỏ chúng ta. Những ai chịu quan sát sợ hãi tử vong này, hãy làm các công đức đưa đến chân an lạc. Là cái tựa đề của bài pháp hôm nay là pháp đưa đến chân an lạc. Chân an lạc là gì? Là an lạc thật, thật sự. Tại sao dùng cái từ an lạc thật sự? Là bởi vì cái nguyên nhân của vị chư thiên này làm các công đức là quán về vô thường. Còn cái nguyên nhân của những người mà làm việc thiện, nghĩ về vô thường mà nghĩ quả của vô thường đó, thì nó tiếp tục sanh tử luân hồi và khổ đau. Còn cái nguyên nhân mà chúng ta nghĩ về vô thường á, thì nó sẽ dẫn đến cái bước hai. Là Đức Phật Ngài dạy là gì? Trôi đi luôn di động, tuổi tác buổi thanh xuân tiếp tục bỏ chúng ta. Những ai chịu quan sát sợ hãi tử vong này, hãy từ bỏ thế lợi, tâm hướng cầu tịch tịnh. Đó, hai cái câu sau của Đức Phật thì nó tục hướng dẫn cho hai cái câu của cái bài kể đầu của vị chư thiên. Cái vị chư thiên là khuyên chúng ta là tạo các công đức là những việc lành. Vì những công đức việc lành mà với cái tâm là gì? Với cái tâm là quán về vô thường á, nghĩ về vô thường mà nghĩ đến cái nhân lành á, tức là mình mơ cái nhân lành á, thì nó sẽ dẫn đến cái sự chấm dứt sanh tử luân hồi. Nó là cái bước một, step một của một cái hành trình tu tập. Nhưng mà của cái người mà không biết tạo, chỉ mơ quả lành á, thì nó sẽ tiếp tục luân hồi. Là làm vua, hết phước làm vua cái xuống làm dân, làm dân xong cái ra ăn mài cái trở thành tỷ phú. Nó như vậy, cứ khổ có đầu tu, tu xong cái có phước chút cái dễ vui cái hết phước cái tiếp tục đi ăn mài xong cái khổ quá, tại sao tôi khổ quá vậy, cái đầu đi làm phước cái trở thành người giàu xong cái là tiếp tục cái dễ vui cái đi ăn mài nữa, cứ sanh tử luân hồi, hiểu không? Tại vì cái người này họ mơ cái gì? Quả lành. Đó, hôm nay cái bài giảng này nó sâu. Cái bài giảng nó sâu cái chỗ này. Nó sâu chỗ này mình phải xem xét, suy nghĩ. Cho nên là làm bất cứ một cái phước thiện gì thì mình chỉ nguyện là gì? Chấm dứt phiền não. Mình bố thí là để dẹp bỏ cái lòng ham muốn. Mình tu là mình cho ra chứ không có gom vào. Mình thì hay có cái bệnh là gom vào. Mà cuối cùng thì cũng bỏ lại ra đi. Có ai mang theo được cái gì không? Chết rồi tiền của chẳng đem theo. Đừng sợ cho đi hết của nghèo, cho được càng nhiều thêm phước lớn. Nhân nào quả nấy nó dẫn theo, làm phước vốn lời thêm gấp bội. Những người làm phước chẳng khi nghèo, muôn ngàn bao kẻ gương trước mắt. Phước đức càng nhiều quả chẳng đeo. Như vậy thì vị chư thiên quán sát về cái thời gian trôi qua vô thường, cho nên vị chư thiên này làm các công đức, nghe cho kỹ. Rồi Đức Phật cũng dạy chúng ta là quán sát về cái thời gian vô thường để mà từ bỏ mọi thế lợi, tâm hướng cầu tịch tịnh, là hướng đến cái tâm an tịnh hoàn toàn, giải thoát hoàn toàn bởi những sự chi phối được mất có không của cuộc đời. Cái cuộc đời này á, nó bị chi phối bởi những cái thế lợi. Thế là thế gian, lợi là những cái lợi ích lợi lộc, chẳng hạn như là giàu sang, phú quý, địa vị, danh vọng, chức tước, quyền uy, vân vân. Là những cái đó gọi là thế lợi của thế gian. Thì Đức Phật Ngài dạy mình quán như vậy thì mình từ bỏ mọi thế lợi, tâm hướng cầu tịch tịnh. Chúng tôi nãy có dạy quý vị cũng quán về cái thế gian, mà nó hơi vui một tí, chứ không có cái ý là chúng tôi giỡn cợt giữa đây, nhưng mà nó cũng có cái ý là vô thường. Mời quý vị đọc lại. Nhắm mắt mở mắt, hết một ngày. Nhắm mắt không mở mắt, hết một đời. Sống qua ngày, chờ qua đời. Sống qua ngày, chờ vô hồn. Phải thuộc câu này. Ngoài cái thuộc cục kinh ra rồi thuộc câu này.
Và để thay đổi không khí, cũng nói về cái ý nghĩa vô thường, về cái nguyên nhân của vị chư thiên mà làm các công đức, cũng như về cái nguyên nhân mà Đức Phật dạy chúng ta nên từ bỏ thế lợi, tâm hướng cầu tịch tịnh. Chúng tôi xin gửi tặng quý vị bài hát có tựa đề là Đời Giả Tạm, Đời Vô Thường. Xin nói trước, bài hát này không phải để vui chơi, mà bài hát này nó có cái thể loại là nhạc đời mà lời, lời đạo. Chúng tôi thì muốn cho quý vị hiểu được cái ý đạo, nhưng mà khổ nổi là bây giờ mình phải nương đời, không tách rời đời được, tại mình đang sống ở đời, mình đang có cái thân giả tạm ở cuộc đời này, cho nên buộc lòng chúng tôi phải mượn cái nhạc đời. Nhưng mà chúng ta xiển dương cái ý đạo, mà chúng ta chỉ cần nhắm cái ý đạo thôi ha, đừng nhắm cái nhạc đời, mà mình mượn cái đường linh thôi. Cho nên quý vị nghe, mà nghe từng cái lời đạo nó hay hơn là nghe cái nhạc ha. Rồi xin mời quý vị thưởng thức bài hát có tựa đề là Đời Vô Thường. Đời mình không bao lâu, thế rồi cũng về già. Đừng xây đắp cành hận thù, tham đắm xa hoa, lăn vào cuộc sống đoan trường không ham muốn. Nên quyết chi đi tu, cuộc đời bao đau thương, lấy nhiệm vọng tục ly để mong thức tình được là đời sống vô thường. Quyết tìm chân lý, nguyện thề thương sanh chúng, đành quyết chí tu hành. Khuyên nên đi chùa đem tâm nguyện cầu tam bảo, xin trên chứng lòng độ người phước đức căn tu, mong cho muôn người mau sớm đạt đường chân chánh, mong sao viên thành để cứu đời an vui. Người đời không lo tu, đến rồi cũng muộn mang, nhờ đâu phước được làm người. Tinh tấn lên đi, đừng chờ chi nữa, lời nguyện trong tâm trí, nguyện kiên quyết tu trì. Tinh tấn lên đi, đừng chờ chi nữa, lời nguyện trong tâm trí, nguyện kiên quyết tu trì. Cái bài nhạc này nó cũng na ná với cái câu kệ của vị thiên nhân, tức là mình quán về cái cuộc đời của mình nó ngắn ngủi, mới đầu sanh đã bạc đầu, mới ngày nào trẻ đó bây giờ già đó. Rồi mình thấy được cái vậy, cho nên bây giờ mình quyết chí tu hành. Cái nội dung mà quý vị nghe kỹ cái bài hát này thì nó cũng có xiển lên cái ý đạo rất là tuyệt vời. Nó phù hợp với cái ý mà chúng tôi muốn chuyển tải đến quý vị trong ngày hôm nay là pháp đưa đến chân an lạc. Tức là mình hành trì thiện pháp, vì lý do mình thấy được cái bản chất thật của cuộc đời là vô thường, là giả tạm, là không bền vững, cho nên mình mới phát tâm tu hành, chứ không phải mình nghĩ đến cái kết quả của cái nhân. Rồi kiếp sau mình được giàu sang sung sướng, quyền quy phú quý vân vân,
Thì báo cáo với quý vị mà những người nghĩ như vậy á, thì nó cũng có cái kết quả, chứ không phải không có, tại nhân nào quả nấy mà. Nhưng mà không có giải thoát được, nó tiếp tục ba chìm bảy nổi, chín lên đên, nó tiếp tục sanh tử luân hồi. Hết làm vua rồi xuống làm ăn mày, hết làm trưởng giả làm người nghèo khó, hết người nào khỏe mạnh cái người ốm yếu, nó cứ như vậy. Bèo mây bến cũ vẫn xây lối, lối về. Nó cái lòng vòng, cái vòng sanh tử luân hồi. Nhưng mà nếu chúng ta mở cái mắt xích, giống như cái vị Phật tử thiên nhân, đệ tử của Đức Phật, nói cái ý là gì? Quán về vô thường, cho nên tôi mới làm các công, công đức, đưa đến chân an lạc. Đức Phật là nói tiếp tục như vậy, tiếp tục quán như vậy, làm các công đức như vậy, nhưng mà không có dính dáng về thế lợi. Thì lúc bấy giờ tâm chúng ta hướng cầu tịch, tịch tịnh. Ví dụ đơn giản là bây giờ mình sanh ra ở đời, mình là một chúng sanh kém phước, thì mình không có điều kiện tu. Xin lỗi quý vị nha, nếu mà kiếp mà mình sanh xuống bốn đường ác đạo làm sao tu, đúng không? Mình kém phước. Nếu mình sanh làm người mà người quá nghèo khổ, bây giờ phải chạy đôn chạy đáo, chạy ăn từng bữa kiếm cơm manh áo, nó chi phối mình quá trời thời gian đâu đến đây nghe pháp. Rồi chưa nói là mình nghiệp nặng, mình bệnh hoạn, đang nằm thở oxy trong bệnh viện, pháp nào nghe? Nghe không nổi. Giảng sư cỡ nào vô giảng người ta cũng nghe nói đau quá. Bệnh nó đang hoành hành, đau đớn lắm. Nhất là bệnh bệnh nan y, bệnh ung thư nó đau lắm, phải chích thuốc giảm đau. Nghe sao nổi. Sư ơi, bây giờ sư có nói hay cỡ nào con nghe cũng nói. Đó. Cho nên phải tạo các công đức. Để chi vậy? Để có cái thân lành mạnh, để có điều kiện thời gian mới đến đây tu học được. Đúng không? Bây giờ nằm liệt giường được chiếu rồi, sao tu? Có ngồi nghe pháp nổi không? Không. Rồi nghèo sơ nghèo sát, kêu nghe pháp nghe không? Không. Cho tiền là được chứ. Ở mấy cái chỗ nghèo á, mà muốn họ nghe pháp phải cho lãnh quà. Họ đến họ lãnh quà là chính, chứ không phải họ nghe pháp. Chúng tôi có đi tham dự những chương trình từ thiện là do những nhóm hội đoàn tổ chức đến phát quà từ thiện, rồi thỉnh sư đi theo để sư thuyết pháp cho họ nghe. Mà cuối cùng họ đâu có nghe pháp đâu, họ nghe mấy món quà. Họ đến đó họ đến đó là vì họ lãnh quà, là vì họ không có làm các công đức. Còn mình ở đây khác, mình đến đây không phải lãnh quà, mà ở đây đâu ai phát quà đâu lãnh. Mình đến đây để gì? Nghe pháp đó. Cho nên cái vị thiên nhân nói như vậy rõ ràng là vì quán người vô thường, thấy được bản chất giả tạm cuộc đời, cho nên tôi mới làm các công công đức đưa đến chân an lạc. Thì mình hôm nay là cái bài pháp của chúng tôi là nó ngắn thôi, nó không dài, nhưng mà cái ý của nó sâu thâm thẳm nhiều vậy. Là chúng ta phải quán về cái bản chất của thế gian tạm bợ vô thường, qua cái bài kệ của vị thiên nhân, cũng như bài kệ của Đức Phật, cũng như bài kệ của sư Chánh Định, nhắm mắt mở mắt hết một ngày, cũng như bài hát, để chúng ta quán thấy rõ được cái nguyên nhân đó mới dẫn mình mới đi làm các công công đức. Đó là cái ý chính của bài giảng hôm nay. Trong vòng một giờ đồng hồ thôi, chúng tôi phải cố gắng làm sao để chia sẻ đến quý vị lãnh hội được cái ý của cái bài bài giảng. Nếu hay hơn nữa là quý vị phải thuộc được mấy cái này để chi mỗi ngày mình quan sát. Đồng ý không nè? Thấy quý vị vỗ tay dễ thương, cho nên bây giờ khuyến mãi cho quý vị thêm bài hát nữa để kết thúc. Cái bài hát hồi nãy quý vị nghe là có tựa đề là đời vô thường, đúng không? Bây giờ quý vị sẽ nghe một cái bài hát là đời giả tạm. Nó cũng mang cái ý đó, thấy được cái sự giả tạm phù du không bền vững của cuộc đời này, mà mình làm các công đức rồi mình từ bỏ mọi thế lợi,
mình đầu tiên là mình làm các công đức đưa đến chân an lạc, rồi sau đó mình từ bỏ mọi thế lợi, tâm hướng cầu tịch tịnh. Nhớ, chưa biết đạo thì mơ cái gì? Quả lành. Biết đạo rồi hãy khác hơn người không biết đạo là mơ cái gì? Mơ nhân lành. Đó là vị chư thiên. Bây giờ biết đạo cách rốt ráo thì nhìn quả lành và nhân lành bằng tâm chánh niệm rồi buông bỏ. Đó là cái ý của Đức Phật Ngài muốn dạy chúng ta như vậy. Bây giờ giàu nghèo rồi cũng vô thường, đẹp xấu rồi cũng vô thường, đến đi vô thường, có gì đó là bền vững, phải không? Đó là cái ý của Đức Phật Ngài dạy chúng ta là vậy. Rồi quý vị chuẩn bị thưởng thức bài hát khuyến mãi. Hôm nay nhìn quý vị ai cũng sáng chói hết, tươi như hoa. Từ Tết đến giờ bị dịch Covid cho nên những khóa tu bị tạm ngưng. Hôm nay chúng ta được trở lại giống như ngày đầu xuân vậy đó. Cho nên trước khi hát gửi tặng quý vị câu chúc cho nó lấy lại tinh thần. Thay vì câu chúc này đầu năm ta chúc, bây giờ mình dịch Covid cho nên nó kéo dài tới nay, khóa tu mới bắt đầu tràn mới mở lại. Rồi bây giờ sẵn dịp mình chúc muộn cũng là chúc. Năm nay chúc cho quý vị sắc diện lúc nào cũng tươi như hoa hồng, làm ăn thì thành công như hoa cúc, cuộc sống thì hạnh phúc như hoa mai, tiền bạc thì phát tài như hoa pháo, dáng dấp thì độc đáo như hoa lan, gia đình thì an khang như hoa huệ, mà tu hành thì trí tuệ như hoa sen, làm việc thiện thì đáng khen như hoa hậu, cuối cùng là nhớ sống lâu như hoa vạn thọ. Muôn loài hoa mùa xuân kéo về. Nhưng mà chúng ta nhớ, hãy tin vào vô thường, rồi ngày mai sẽ khác, lòng sẽ nhẹ nhàng hơn, hoa mọc lên từ rác. Hãy nhớ dùng câu này. Nhạc phẩm Đời Giả Tạm xin được bắt đầu. Trong chốn nhân gian nào đâu có gì phú quý vinh hoa tựa như áng mây, chỉ là giả tạm mà thôi. Đời đâu có mấy khi vui, câu danh lời như giọt sương mai. Không biết thân ta ngày mai thế nào, sanh tử biệt ly buồn vui khổ đau. Kiếp người như giọt bèo trôi, rồi trong một phút buông xuôi, khi linh hồn đi vào xa xôi. Thôi tranh đua làm chi, hơn thua làm gì, đời tan hiệp khác nào bèo mây. Đời có vui đâu thôi, chớ bận tâm làm gì. Nay có nhân duyên được nghe pháp màu, nên gắng lo tu nguyện không dễ vui. Vui cùng tiên kệ lời kinh, nguyện cho tâm trí khai minh, mong cho đời không còn điêu linh. Nghe tiếng chuông ngân lòng không vướng trần, nay gắng lo tu ngày sao sướng thân. Tâm hồn sẽ được nhẹ lần, về vui với chốn chân tâm, đó mới là hạnh phúc yên vui.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa, kính bạch trên Chư Tôn Đức Tăng Chứng Minh, kính thưa toàn thể đạo tràng Phật tử. Thời giảng pháp đến đây cũng vừa phải lẽ với thời gian. Quý vị cho phép chánh định nói lời kết thúc ở đây và xin hẹn quý vị một cái bài pháp sau. Trước khi dứt lời, một lần nữa xin niệm ân đến Chư Tôn Đức trong ban tổ chức và toàn thể đạo tràng Phật tử. Quý vị đã cho chúng tôi một cái không gian, thời gian vô cùng tuyệt vời để chúng tôi chia sẻ bài giảng hôm nay được thành công. Kính chúc quý vị vô lượng an lạc, vô lượng cát tường, thành tựu như ý. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.